Chào bạn. Sau khi mà mình điền cái dữ liệu mà như ở phần text trước mình nói thì cái BB code này nó sẽ hiển thị ra ở trong cái bài viết. Khi mà mình có cái BB code này thì trong cái BB code này nó sẽ có những cái phần như sau. Phần trên này là phần, đây là cái phần mà bài hát. Đây là các cái hợp âm. Đây là các hợp âm. Phần này thì do cái JavaScript custom.js nó sẽ chịu trách nhiệm. Ở đây nó sẽ có cái phần tăng tông và giảm tông. Thì cái hợp đâm này hợp âm đầu tiên, vì cái tăng tông thì nó cũng theo cái giải trong cái custom.js đấy. Nó sẽ làm thay đổi. Nó sẽ làm thay đổi các hợp âm trong này. Làm thay đổi các hợp âm trong này. Khi thay đổi hợp âm này thì nó sẽ có cái phần này là phần hợp âm của sẽ được tạo ra do là Zetap. Thư viện này Zetap nó cũng có sẵn hết tất cả ở trong này rồi. Ngoài ra nó thêm phần là cuộn trang. Ấn vào cuộn trang thì nó sẽ chạy xuống này. Bên này là dừng cuộn trang. Còn bên này thì là phần mà tăng tăng phông giảm phông. Phần im hợp âm này thì nó sẽ nhảy ra một phần khác, cái này thì không liên quan lắm. Đấy thì về cơ bản là mình mô tả qua cái phần các cái chức năng của cái phần dịch tông này. Và cái mình muốn thì gắn nó vào trong BB code được thì là tốt nhất. Còn nếu bạn có giải pháp khác thì xin ghi nhận. Xin cảm ơn.